Quan tài của Pele được đưa đến sân Villa Belmiro để tổ chức tang lễ. Người hâm mộ đã nối thành hàng dài đưa tiễn nhà vua về nơi an nghỉ cuối cùng. Góp mặt trong tang lễ của Pele có sự hiện diện của chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino, nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới và các chính trị gia Brazil. Ngoài ra, rất đông người hâm mộ đã tạo thành biển người nối dài trên các con đường dẫn đến sân Villa Belmiro để được đưa tiễn ông về nơi an nghỉ sau cùng. Theo tường thuật của báo chí Brazil, các cổ động viên tiến vào sân vận động với tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ Ore do Futebol vua bóng đá. Họ hát vang từ đầu đến cuối lộ trình với bài hát 1.000 bàn thắng chỉ có Pele. Nhiều người trong số họ đã bật khóc trong giây phút nghẹn ngào này. Được biết, sau buổi lễ, linh cữu của Pele được diễu hành qua các đường phố ở thành phố Santos trước khi trở về nơi an táng. Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đã qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 82 tuổi sau biến chứng của bệnh ung thư ruột kết. Trong sự nghiệp của mình, Pele đã thi đấu 1.116 trận và ghi 1.091 bàn thắng. Trong màu áo đội tuyển Brazil, Pele đã ra sân 92 trận, ghi 77 bàn thắng. Và ông từng 3 lần đăng quang chức vô địch World Cup. Trong số những nhân vật thể thao nổi tiếng và thành công nhất của thế kỷ 20, Pele là một trong những cầu thủ được ca ngợi nhiều nhất. Và ông thường xuyên được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Huyền thoại Frank Beckenbauer, thủ quân đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1974, đã nhận xét về Pele Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông trị vì tối cao trong 20 năm, không có ai để so sánh với ông ấy.